Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi qua phần thứ ba của một buổi hội luận. Nếu chúng ta nhìn cái bối cảnh của nhà văn Giai Phẩm lúc bây giờ ở Hà Nội đó, thì những người chủ trương mà thường được nhắc đến là tương đối lúc bây giờ còn trẻ, những Trần Dần, những Nguyễn Hữu Đoan, Hoàng Cầm v.v. thì tương đối còn trẻ. Nhưng có một nhân vật thuộc về thế hệ cũ, thế hệ văn học chữ Nho đó, tức là ông Tú Phan Khôi. Ông đã đậu tú tài dự Hán, và ông Phan Khôi là một coi như là một cái lãnh tụ, nhưng mà không ít được nhắc tới trong cái vụ này. Mặc dù ông Phan Khôi đã được anh em đề cử làm chủ nhiệm của tờ Nhân Văn, thì tôi có thể cho biết là cái vai trò của Phan Khôi như thế nào ở trong cái vụ này hay không? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, thì ông Phan Khôi, có thể nói cụ Phan Khôi là cái người lãnh đạo tinh thần của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, mà cái này không phải là tôi nói ra mà là chính nhà thơ Lê Đạt đã xác nhận như vậy. Tại sao lại là lãnh đạo tinh thần? Bởi vì nếu mà nói là công việc tòa soạn hay là bất cứ công việc gì đó thì cụ không tham dự. Nhưng mà đối với những người trong Nhân Văn Giai Phẩm thì mà cái người chủ chốt Lê Đạt đã nói ra thì là không phải Nguyễn Hữu Đang mà là Phan Khôi. Thế thì tại sao chúng ta thử tìm hiểu cái sự xác nhận của Lê Đạt, tại sao như thế? Là bởi vì Phan Khôi khi mà cái phong trào Nhân Văn Giai Phẩm phát ra đó, thì Phan Khôi đã là một trong những cái trí thức hàng đầu, học giả hàng đầu của Việt Nam. Và trong suốt cái quá trình khi mà chúng tôi tìm hiểu Phan Khôi thì chúng tôi trở lại cái quá khứ của Phan Khôi thì mới thấy rằng là ông là người được Phan Chu Trinh giao phó cho trách nhiệm nối dõi mình, khi mà cụ Phan Chu Trinh trước khi mất là khoảng năm 1926, là sau khi cụ về Pháp và trước khi cụ mất, thì cụ giao cho Phan Khôi cái trọng trách là viết lại lịch sử của mình, và đồng thời chắc là trong đó có một cái trọng trách tinh thần nữa là nối gót mình trong cái cuộc đấu tranh chống Pháp. Không phải là đấu tranh mà cầm súng đạn đâu, mà là đấu tranh văn hóa. Thì đấy là người được Phan Chu Trinh giao phó. Thì trở lại, vì chúng tôi muốn tìm hiểu tại sao mà Phan Chu Trinh lại giao phó cho Phan Khôi cái việc đó, thành ra là chúng tôi mới liên lạc tới cái việc tìm hiểu cái thời gian mà Phan Chu Trinh ở Pháp. Và cái đó dẫn tôi đến cái sự tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc. Vấn đề Nguyễn Ái Quốc thì đấy là một chuyện khác. Nhưng mà bây giờ trở lại Phan Khôi. Thì Phan Khôi trong suốt cái thời kỳ từ 1926 trở đi, sau khi mà Phan Chu Trinh mất, mà chúng ta nên nhớ là Phan Khôi là cái người đứng đằng sau tổ chức cái lễ an táng Phan Chu Trinh. Và Phan Khôi là người viết cái bài có thể gọi là khích động quốc dân, mời quốc dân đi tham dự cái đám ma đó. Và chúng ta không còn cái văn bản đó của Phan Khôi, nhưng chắc chắn là nó phải quan trọng, bởi vì trong những cái người mà viết về tiểu sử Nguyễn An Ninh đều nhắc tới cái văn bản đó. Thì nếu sau này chúng ta kiếm được cái đó thì cũng là một cái điều rất hay. Từ cái việc mà tổ chức lễ an táng Phan Chu Trinh một cách trọng thể như thế, dĩ nhiên không phải chỉ có một mình Phan Khôi mà có những người khác đóng góp, nhưng Phan Khôi đã đóng góp một phần chính. Rồi sau đó thì ông đi theo con đường ông ấy đã vạch sẵn trước là đấu tranh bằng văn hóa, và bây giờ ông lại được gần như là Phan Chu Trinh giao phó cho. Thì suốt trong cái thời hành trình đó, từ khoảng 1925-26 cho tới 45, thì là Phan Khôi dùng cái mặt trận trong hoặc kép văn hóa đó để tung hoành trên tất cả các báo chí từ Nam ra Bắc. Và những cái bài viết của Phan Khôi thì thôi, chúng ta không có thời giờ để nói, nhưng mà nó là một cái hành trình dài lắm. Mà trước đó thì ông đã dịch Kinh Thánh, tức là ông đặt những cái nền móng. Ông tiếp tục đặt cái nền móng cho quốc ngữ sau Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, và sau 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 sau
tất nhiên là có trước trước đó thì có Trương Vĩnh Ký, có Huỳnh Định Của, sau đó đến Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh và sau đó là Phan Khôi, rồi Trần Trọng Kim với Phan Khôi là cùng cái thời điểm sau đó nữa. Thì bởi vì cái giá trị cái giá trị văn học, cái giá trị học giả của Phan Khôi đã làm cho ông sau tới 1954 ông trở thành người có uy tín nhất gần như vậy ở miền Bắc. Thì là khi mà họ những anh em trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong đó có Nguyễn Hữu Đan, Lê Đạt, Hoàng Cầm, họ tính làm cái tờ Nhân Văn đó, thì ai là người đứng ra? Nguyễn Hữu Đan không thể nào đứng ra được. Nguyễn Hữu Đan là người trong đảng, người là cánh tay phải của ông Hồ, rồi người làm chính trị, thì Nguyễn Hữu Đan không được cái giới văn học họ tôn trọng, họ ủng hộ, có thể có họ nghi ngờ, thường thường là bao giờ người văn học cũng là nghi ngờ người chính trị, thì Nguyễn Hữu Đan không thể đứng ra được, mà Nguyễn Hữu Đan cũng không dám đứng ra nữa, tại vì ông nếu mà ông đứng ra thì ông bị bắt ngay, tại vì ông là người trong đảng mà, nên đi phải kiếm một người. Và lúc đó họ bàn nhau thì họ bảo thôi giờ mình đến hỏi cụ Phan Khôi đi. Và khi Lê Đạt nói một câu như này, và khi chúng tôi hỏi cụ Phan Khôi thì cụ gật đầu ngay, cụ không có một cái nề hà gì cả, mà biết rằng là mình đứng ra mà làm cái tờ Nhân Văn lúc đó là không còn cái gì nguy hiểm hơn, nhưng mà cụ gật đầu ngay và cụ nói là để cho các cậu làm, tôi không có làm gì hết, nhưng mà các cậu làm tôi đứng tên thôi, để tôi chịu trách nhiệm. Thì từ cái hành động đó, cái lời nói đó mà Lê Đạt cho là Phan Khôi mới đúng là người lãnh đạo của Nhân Văn Giải Phẩm. Tôi xin phép hỏi chị Thụy Khuê, nghĩa là trong những cái chi tiết ngay từ thuở niên thiếu của Phan Khôi đó, chúng ta được biết là Phan Khôi là người được đi học Trần Quý Cáp, và gần như là chứng kiến cái chuyện Trần Quý Cáp đã bị thực dân Pháp giết một cái tội rất dã man, chém ngang lưng. Và có thể rằng là ông ấy yêu nước ngay từ khi còn thơ ấu, từ đời ông tổ phụ, tức là ông nội đến ông cha đến ông ấy. Và ông phân vân giữa hai cái con đường gọi là tân và cổ. Tại ông là Đỗ Tú Tài về ăn học, và sau đó là ông ấy rằng là mình phải mở mang dân trí và mình phải học hỏi của Tây Phương. Thế và khi mà ông nhìn thấy cái đường lối đấu tranh mà nó tàn ác như vậy đó, với thực dân Pháp đó thì có thể rằng là ngay từ lúc đó ông gần với lại trường hợp của cụ Phan Châu Trinh, tức là ông nghĩ đến một cách đấu tranh bằng văn hóa, bằng tư tưởng và nâng cao dân trí của người Việt Nam mình. Và ông lại là người có tài cực kỳ nguyên bác về rất nhiều lĩnh vực, và nhờ vậy thì ông mới có một cái vị trí mà thời đó người ta mới gọi là ngự sử văn đàn, tức là gần như là một người không làm chính trị nhưng mà có thể phê phán rằng là viết như thế này là đúng, như thế kia là sai, vân vân như vậy đó chẳng hạn. Thì có lẽ là cái đó là một cái phần mà để cho thấy cái uy tín, tại vì cái thành tích rất lớn của Phan Khôi trước khi người ta nghe nói đến Nguyễn Ái Quốc, đúng không? Dạ thưa anh, đúng ạ, thưa anh, đúng như vậy. Tức là uy tín của Phan Khôi thì lúc đó là tất cả nước biết rồi, không còn có cái gì mà nghi ngờ nữa. Bởi vì với lại thứ nhì nữa là ngoài cái ngòi bút, Phan Khôi có một cái có một như anh vừa nhắc đó, ông là ông đào trò Trần Quý Cáp, và ông đã gần gần Trần Quý Cáp tới cái mức mà chắc là thầy trò bàn chuyện với nhau nhiều lắm. Thì khi mà Phan Khôi đi ra Bắc đó để nhập học, cho là nhập học đi Đông Kinh Lý Thục đó, thì thầy trò đi chia tay nhau ở Đà Nẵng, thì Trần Quý Cáp bị phái vào Nam, vào Khánh Hòa để nhậm chức giáo thụ, tức là ông quan coi về việc văn học trong một tỉnh. Thì khi mà Trần Quý Cáp bị đưa vào Khánh Hòa thì là chắc là trong thâm tâm thầy trò đều biết cái thâm ý của Pháp rồi, chứ không phải là không. Thì họ biết cái uy thế của Trần Quý Cáp đối với học trò, bởi vì Phan Khôi ông kể lại là học trò của Trần Quý Cáp đông như thế nào. Ông mô tả hết tất cả những cái cảnh đi học ngày xưa của Trần Quý Cáp. Thì lúc đó những người như chúng ta thì chỉ biết là Trần Quý Cáp bị Pháp đánh, nên chúng ta không biết cái bối cảnh nó xảy ra như thế nào. Thì chính Phan Khôi đã viết lại. Và trong mười mấy năm ông đi học thầy Trần Quý Cáp, thì ông đã hấp thụ được cái
cái tinh thần yêu nước của Trần Quý Cáp, cái học của Trần Quý, sâu xa của Trần Quý Cáp. Bởi vì trong ba người ở phong trào Đông Dương, Vương Duy Tân nữa, thì theo như cái sự nhận xét của tôi nghĩ là Trần Quý Cáp là người giỏi nhất và nguy hiểm cho Pháp nhất, bởi vì ông đào tạo thanh niên. Thế thì khi đó thì họ biệt lập Trần Quý Cáp và Phan Khôi phải chia rẽ với thầy, thì như vậy thì mình có thể coi là Phan Khôi là sự nhập lại của hai cái dòng, cái dòng chống Pháp, Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp họp lại để thành một cái con người như Phan Khôi. Và dĩ nhiên là Phan Khôi là cái người mà cương trực ngay từ lúc đầu, tức là khi mà thấy có một ông chú theo ông cậu của mình theo Pháp, thì ông đã không thèm học ông cậu đó. Lúc đó ông chỉ độ 7-8 tuổi thôi mà đã khăng khăng là ông cậu cho mình đi học, nhưng mà được ít lâu cái là thôi, thoái thác xin với bố về đi học chỗ khác. Và lúc đó bố mới đưa Phan Khôi vào học Trần Quý Cáp. Thì như vậy là cái tiến trình của Phan Khôi như thế, thành ra mình mới hiểu là lúc mà họ đánh phong trào nhân văn giai phẩm đấy, thì họ đánh Phan Khôi một cách tàn tệ nhất. Nghĩa là Phan Khôi là bị sỉ nhục trăm đường, mà sỉ nhục một cách trong sử sách, trong sách biên khảo đó, mà dùng những cái người có học thức mà chúng ta gọi là học giả để đánh Phan Khôi, chứ không phải là dùng những cái ngòi bút tầm thường. Thế và cái chuyện đánh Phan Khôi, bôi nhọ Phan Khôi là in ở trong từ điển, chứ không phải là như là những cái trường hợp khác. Thì đấy, thì chúng ta nên nhìn Phan Khôi dưới một cái nhìn rộng đó, thì là một cái học giả của thế kỷ 20 mà đã không chỉ làm cái việc nghiên cứu không thôi, mà còn là dẫn đạo tinh thần cho cả một đất nước. Thì tôi xin biết về Phan Khôi, tôi nói thêm cái này này là cụ Phan Khôi là người yêu nước, cho nên là cụ đã từng ở tù 3 năm thời Pháp ấy, cụ bị tù 3 năm đông kinh chế thủ đấy. Thế là một mới đến cái vụ nhân văn giai phẩm, thì ngay cái giai phẩm mùa xuân ra đời ấy, thì một hôm gặp mà Tố Hữu ở hội nhà văn, thì cụ Phan Khôi có nói là cái này phải khuyến khích cho họ viết. Thì Tố Hữu có nói một câu: giấy mực đường cho chúng nó viết. Sau này cũng mới kể lại mà. Thế và khi mà cái báo Văn chết ấy mà, thì Phan Khôi đăng cái bài Ông Năm Chuột, thì sau cái bài Ông Năm Chuột là cái báo Văn bị chết ngay lập tức năm 58 ấy. Là vì mà sự thực thì cái bài Ông Năm Chuột có cái gì đâu, chỉ nói là một tay thợ bạc, ý rằng thì là anh là thợ bạc thì anh đừng dạy tôi văn học, mà tôi là nhà văn thì tôi đừng dạy anh làm thợ bạc. Thì nó cho là ra điều là nhung chính trị, đừng có can thiệp vào văn nghệ. Thế và đấy, vì cái bài của Phan Khôi cho nên là năm 58 bị đóng cửa ngay lập tức. Thế mà không phải vô cớ, hồi đó là âm cả lên, người ta nói là lúc mới khởi xướng ấy, người ta gọi cụ Phan Khôi là anh hùng của 300 nô lệ, anh hùng của 300 nô lệ, đúng không? Thế cho nên thì là cái vấn đề mà cụ Phan Khôi ấy, cái tư cách của ấy rất là đáng khen, rất là đáng khen, là vì cụ ấy phải nói cụ ấy không sợ, riêng cụ Phan Khôi là không sợ, là người có khí tiết và không lúc nào lùi bước cả, mà là cái tấm gương. Cho nên là ngay ông Trương Tiểu rồi như ông Nguyễn Mạnh Tường sau này ấy mà, thì cũng là noi gương của Phan Khôi. Cái bài mà phê bình lãnh đạo văn học đó là cái phát súng đầu tiên, ông Trương Tiểu có nói là noi gương nhà văn lão thành Phan Khôi, thì cũng lại viết về cái vấn đề mà đấu tranh cho tự do dân chủ trong văn học đấy. Thành ra cái vai trò Phan Khôi tuy là không trực tiếp đảm đương cái báo Nhân Văn, thế nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng trong cái giai đoạn đó. Vâng, cảm ơn chị Thu Huyền với hai anh Bình Thiện và anh Nghĩa. Cũng một ông của Phan Khôi là một nhân vật chính thức có uy tín lớn từ trước 45 rất là lâu, và đã viết báo ở Sài Gòn và đã đi theo kháng chiến, và đặc biệt khi mà lên Việt Bắc vẫn được như là ông Hồ Chí Minh vẫn là coi trọng lắm. Nhưng mà khi về Hà Nội ấy, thì cụ sẵn sàng đứng chịu một cái vị trí hết sức là gay go cho anh em trẻ hơn để mình xây dựng cái phản kháng trong nhân văn giải phẩm. Thì nhưng mà chúng ta nhìn là chung hồi đó thì cũng có nhiều vị trí thức dính được vụ này. Một vị tôi cho là cũng quan trọng
đây là loại trí thức trẻ hơn Phan Khôi và đã được đào tạo các pháp như là Trần Đức Thảo hay là Nguyễn Bình Tường, và đặc biệt là Nguyễn Bình Tường là người đã đọc một bài diễn văn vô cùng quan trọng sau khi cái vụ mà xét lại về cái ruộng đất đó. Thì và chúng tôi nghĩ là cái số phận của Nguyễn Bình Tường bị đầy đọa trong bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm sau đó đó, cũng đã nói lên cái ảnh hưởng của Nguyễn Bình Tường đối với cái sự mà đã phá chế độ độc tài. Bởi vì khi trong cái bài diễn văn đó, Nguyễn Bình Tường đã xác nhận là cái ý chính là phải có dân chủ thì mới xây dựng được cái đất nước. Thì hôm nay tôi nghĩ là chúng ta cũng nên có một số thảo luận về nhân vật này. Tôi xin nói một tí nhé. Tôi xin nói một tí về ông Nguyễn Bình Tường. Ông Nguyễn Bình Tường là một người rất là khí phách, phải nói thật là như thế. Vì tôi có được được dịp tiếp xúc với cụ ấy từ những cái năm 1958, 1957. Giờ tôi thí dụ một việc này. Năm 1957, ông xuống Hải Phòng, ông làm luật sư bào chữa cho một cái vụ án trốn đi Nam. Thế thì tòa án kết tội Đinh Thúc Giang lúc là công tố ủy viên, kết tội là trốn theo địch. Ông hỏi bằng cớ đâu? Người ta có thể đi Nam, người ta vào người ta đi buôn, người ta vào người ta đi tu, người ta vào người ta làm bất cứ cái gì, muốn kết tội là đi theo địch thì phải có bằng cớ. Thì ông Đinh Thúc Giang trốn đi Nam, mà Nam bây giờ là đang Ngô Đình Diệm cai trị, thì là đi theo địch. Ông ấy xếp tất cả hồ sơ lại, tôi chứng kiến, tôi đi dự mà. Không cần chứng cứ thì xử xét đi. Thôi không nói chuyện với công nữa. Gấp hết tất cả hồ sơ lại và rung rung bỏ đi ra ngoài. Đấy là ông Nguyễn Bình Tường. Giữa cái thời đó, năm 58 ấy, mà dám như thế. Ông ấy hồi ông mở văn phòng luật sư mà. Thế và ông ta lại còn có cái can đảm là gì? Đòi đưa ra tòa buộc phải dùng đất ấy. Những cái người mà đã phạm tội giết bao nhiêu là người, ông ấy đứng tôi mà ông Nguyễn nói tôi, anh không biết không, chúng tôi giết không biết bao nhiêu người đấy anh ạ. Thế thì đưa ra tòa thì mình phải tưởng tượng xem, giết mấy trăm ngàn người, tan nát bao nhiêu gia đình, giết chủ nó, giết cả một giai cấp, thì làm thế nào mà thoát khỏi tội được? Phải không? Đấy như Mubarak bây giờ đấy, trung thân đấy, mà nó giết có bằng ông Hồ, nó bằng chưa bằng phần trăm, phải không? Thế rồi đại cương là những tổng thống Pháp, Mỹ bây giờ cứ can tội giết người xem, thì đều là tù cả nhé, tù trung thân. Thế thì cái việc mà phạm cái tội lớn như thế với dân tộc không mà ông dám đòi đưa ra tòa, mà ông nói là xin lỗi không phải là pháp lý, mà sửa mà kêu là sai lầm không phải là pháp lý. Đấy, thì những cái đấy mà là những cái mà nó làm cho cái bọn kia nó căm tức vô cùng, là vì nó vốn ghét trí thức. Tôi thí dụ như không khi ông Trần Đức Thảo về đến Việt Bắc một cái, thì cái việc đầu tiên là Hồ Chí Minh nói nào, chú là đại trí thức, chú đọc rất nhiều sách rồi, bây giờ mời chú đi học nhân dân đi. cho đi lao động, cho đi các thứ linh tinh, phải không nào? Để học nhân dân như này, nghĩa là người ta kỵ trí thức như vậy. Thế mà ông Nguyễn Mạnh Tường là ông ấy hết sức can đảm, dám nói những cái điều mà tôi nghĩ là hồi đó không ai dám nói cả, là đưa ra tòa, đưa ra tòa những cái đấy. Mà ông ấy nói ra này, một cái xã hội mà không có pháp luật thì cái tính mạng con người không được bảo đảm, chứ chưa nói đến các quyền khác. Thế một cái xã hội mà không cần đến cả chuyên môn đấy. Ông nêu lên cái thí dụ nhiều tài xế hồi đó chỉ vì là công đông thôi cho lái xe, thế mà Hà Nội hồi đó có xe mấy đâu, thế mà tai nạn chết người vì các bố không biết lái, đâm chết không biết bao nhiêu người ở Hà Nội. Và thế thì nhưng mà tôi nghĩ là chị Khoe có thể bổ túc thêm về Nguyễn Bình Tường nhiều thứ, nhất là những cái giai đoạn sau, những cuốn sách mà ông viết về sau. Vâng, thế nhưng mà chị Khoe, cái hoàn cảnh là lúc mà ông qua Pháp chị có gặp gỡ những chuyện. Vâng, thì giáo sư Nguyễn Mạnh Tường thì tôi cũng có cái may mắn là được gặp ông lúc mà ông qua Pháp, nhưng mà cái đó thì qua cái tiếp xúc với cụ Nguyễn Mạnh Tường thì mình chỉ là mình xác định thêm những cái điều mà mình đã suy nghĩ về cụ thôi. Tức là một cái nhà trí thức rất là cẩn trọng, mà cái lúc mà giáo sư Nguyễn Mạnh Tường qua Pháp đó thì ông biết là tất cả những cái điều gì mà ông tuyên bố hay là ông nói ra với người này người kia trong những cái cuộc phỏng vấn ấy, thì luôn luôn là trung thực, nhưng mà ông cũng tránh cái việc đả kích chế độ hay là
hay là lúc đó là cái mùa xuân mùa xuân Maha đó và đang xảy ra đó, thì nhiều người cũng cũng muốn hỏi cụ Nguyễn Mạnh Thường là cụ nghĩ làm sao về cuộc cách mạng Nhung này và đất nước Việt Nam như thế nào đó, thì lúc nào cụ cũng thận trọng, cụ nói cụ trả lời gần như là một cái câu hỏi là thôi, làm sao tôi biết được tương lai và tương lai sẽ trả lời thôi, chứ tôi không quyết đoán được lịch sử, thì giải khái cái ý của cụ như vậy. Nhưng mà cái rõ ràng là cái chuyến đi Pháp đó đã gây cái ấn tượng sâu xa trong cụ, bởi vì lúc mà giáo sư sang Pháp thì giáo sư có cái ý là muốn gặp tất cả mọi người, và trong mỗi cái cuộc nói chuyện trong những gia đình nhỏ mà người ta mời cụ đến dùng cơm này với một cái gốc nhỏ đó, thì bao giờ cụ cũng nói cho biết cái tình hình trong nước, rồi nói một cách rất là tuy là trung thực nhưng mà cũng là không có cái gì mà để cho ở trong nước họ có thể chỉ trích cụ được. Đấy là cái điều. Và sau khi dường như là sau cái chuyến đi đó về nước đó, thì nó có một cái động cơ ghê gớm thúc đẩy cụ là cụ phải viết. Và trong một cái khoảng thời gian rất ngắn là từ năm 90 tới khoảng 96 mà cụ hoàn tất gần ý tác phẩm viết bằng tiếng Pháp không? Chúng tôi đến những tác phẩm đó thì có độ 6-7 tác phẩm, có những cái tác phẩm dài hơi hiện giờ thì không biết nó ở đâu. Tức là cụ viết về một cái loại hồi ký, một cái cuốn đó là 3-4 tập về hồi ký về cái cuộc đời của hai cụ suốt từ thời đi theo kháng chiến cho tới ngày nay, tức là ngày khoảng năm 96 đó. Thì cái bộ đó tôi cho là quan trọng, nhưng mà theo như tôi hiểu thì tôi có tiếp xúc được với một số người quen gia đình thì nói là cái cuốn hồi ký đó hiện giờ cũng có vẻ như là thất lạc. Nhưng mà lúc mà cụ còn sống, qua những cái thư từ trao đổi mà tôi được giữ đó, thì biết là cụ đã gửi cái đó sang Pháp rồi. Thế mà không hiểu tại sao thì thất lạc, thì cái đó là thế đấy là cái bộ hồi ký. Thế rồi còn có những cái chuyện khác thì cụ chỉ viết viết tựa thôi, thành ra là tôi không biết là nội dung nó như thế nào, nhưng mà chắc chắn là cũng là trong cái chiều hướng viết lại lịch sử dưới dạng này hay dạng khác, dưới dạng tiểu thuyết hay là hồi ký thôi. Thế hai cái cuốn duy nhất mà hiện giờ được công bố, tức là cái cuốn Excommunié, thì cái cuốn đó đã được dịch sang tiếng vâng tiếng Việt, in năm 90 do nhà xuất bản Quê Mẹ in bằng tiếng Pháp, và hiện nay thì đã được dịch sang tiếng Việt và được nhà tiếng Quê Hương in ra. Thế còn cái cuốn thứ nhì là mà chúng tôi có được bản thảo, nó là cái cuốn Une Voix dans la Nuit, mà chúng tôi tạm dịch là Tiếng Vọng Trong Đêm. Thì cái cuốn thứ nhất là nói về cái thời kỳ kẻ bị khai trừ đó, thì nói về cái giai đoạn mà sau nhân văn giai phẩm, cụ là nhà trí thức đã bị trải qua những cái khổ nhục như thế nào, và qua cái hồi ký của Nguyễn Mạnh Tường thì chúng ta có thể tạm biết được những cái nhà trí thức khác đã trải qua cái cầu đó như thế nào, cái giai đoạn sa mạc đó như thế nào. Còn cái cuốn thứ hai đó là cái cuốn mà chúng tôi đã nêu lên và đã dịch một phần ở trong cái cuốn nhân văn này, là cái cuốn Une Voix dans la Nuit, Tiếng Vọng Trong Đêm, thì cụ viết lại cái thời kỳ cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản và thanh trừng trí thức, tức là ba cái giai đoạn chính của chế độ cộng sản. Thì chúng tôi chỉ trích dịch thôi, nhưng mà trong tương lai chúng tôi cũng muốn là dịch hết cả cuốn đó sang tiếng Việt. Thì cái cuốn thứ hai này nó cũng vô cùng quan trọng, bởi vì trong cái giai đoạn cải cách ruộng đất cho tới nay, chúng ta chỉ có được cái cuốn của Hoàng Văn Chí, Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, trong đó Hoàng Văn Chí đã mô tả khá rõ, bởi vì Hoàng Văn Chí lúc đó cụ có tham dự vào cái học tập cải cách tất cả các thứ, thì cụ có Hoàng Văn Chí thì viết như là một cái cuốn biên khảo. Còn Nguyễn Mạnh Tường trong cái cuốn Tiếng Vọng Trong Đêm thì viết dưới hình thức tiểu thuyết, nhưng mà cũng giải thích cho chúng ta rất rõ cái hậu trường nó đi như thế nào. Tức là nếu mà chúng ta là cái người Việt đó, thì chúng ta không hiểu là tại sao mà những cái người dân mà có thể hiền lành như thế, dân làng người Việt chúng ta xưa nay là những cái người dân rất là thật thà chất phác, mà tại sao họ có thể biến đổi thành những người mà ra kết án địa chủ hoặc là xỉa sói hoặc là làm như này thế khác.
thì cái cuốn của Nguyễn Mạnh Tường đã mô tả làm sao mà chế độ cộng sản đã có thể biến những cái người dân hiền lành thành những cái người mà công tố viên đứng ra để tố cáo, mà tố một cách tố điêu tố ấy để đưa đến những cái bản án giết người như vậy. Thì cái đó là Nguyễn Mạnh Tường viết rất rõ. Cái điểm thứ hai nữa là Nguyễn Mạnh Tường viết về cái bi kịch cải cách ruộng đất, như thế đó, người ta đọc cải tạo tư sản. Và vừa rồi là xin lỗi chúng tôi nói nhầm, vừa rồi là cái thứ nhất là cải cách ruộng đất, cái thứ hai là cải tạo tư sản ở thành phố. Vâng, ở thành phố, ở Hà Nội và các thành phố. Thì cái phong trào cải tạo tư sản nó cũng tàn khốc vô cùng, nhưng mà không được ai, rất ít người biết đến, có thể nói như vậy. Nếu cải cách ruộng đất được mọi người biết đến bao nhiêu thì cải tạo tư sản lại âm thầm, mà bao nhiêu gia đình đã tan nát, nhất là những cái người trung lưu không có cái gì hết, hoặc là gần như là nghèo đó, thì công chức về hưu rồi, ra công chức ngày trước làm việc cho Pháp hoặc là làm việc cho chính quyền quốc gia ngày trước đó, thì khi mà chính quyền đó họ đi Nam thì những người đó không còn tất cả những cái hưu bổng đó thì bị cắt hết, không còn gì hết, chỉ có thể sống bằng hoặc là có một cái nhà nhỏ cho thuê, thì tất cả bị tịch thu hết cả, và đẩy họ tới cái chết đói như vậy. Đấy. Tôi xin thêm với chú Thủy Khuê, vì tôi chứng kiến mà. Vâng. Là thế này, này cái đánh tư sản giàu đi hết rồi. Vâng. Tư sản làm nhà ở lại thôi, thế mà đi tù chết chóc cướp tài sản. Tôi thí dụ của hai người mà Hà Nội anh biết là quán đô thành ở Bờ Hồ ấy, là ông chủ là Dương Văn Mẫn mời Đoàn Gió Nam năm 52 ra Hà Nội để hát ấy. Đấy là ông Dương Văn Mẫn cũng bị đi tù. Một cái quán cạnh Dương Văn Mẫn, người ta gọi là quán Mụ Béo mà, thì nó chỉ bán kem, quán Mụ Béo bán tí nước chanh nước cam thôi, có cái gì đâu mà tư sản. Thế mà ông chồng Mụ Béo là ông Tộ cũng đi tù và chết ở trong tù, và không biết bao nhiêu chủ hiệu giấy thì 5-6 người chung nhau mở một cái cinema con đó mà, rồi cũng đi tù, nghĩa là nó cũng bi đát lắm, thế nhưng mà không được nhắc đến. Vâng, thế là cái công của học giả Nguyễn Mạnh Tường, luật sư Nguyễn Mạnh Tường là dừng lại cái cảnh cái tiểu thuyết, dùng tiểu thuyết để dừng lại cái ruộng đất ở quê tư sản và cái đất tư sản ở thành phố. Vâng, mà tôi xin thêm cái phần thứ ba nữa, tức là chính sách đối với trí thức, ông nói các bạn. Vâng. cái đó cũng quan trọng lắm. Vâng, cảm ơn chị Thủy Khuê. Đến đây thì cũng là hết giờ cho cái phần thứ ba. Chúng tôi xin hẹn quý vị đến phần thứ tư.